Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 9 tháng 7, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2024. Trong không khí đầm ấm, thân mật, các đại biểu và hội viên cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã ôn lại truyền thống ra đời, những đóng góp của các thế hệ thanh niên xung phong Việt Nam nói chung, cựu thanh niên xung phong tỉnh Thanh Hóa nói riêng trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp hy sinh của đồng đội. Trong thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước, các cựu thanh niên xung phong Thanh Hóa luôn phát huy truyền thống anh hùng, thể hiện tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau xây dựng tổ chức hội vững mạnh là chỗ dựa tinh thần cho hội viên. Bên cạnh đó, còn tổ chức nhiều hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, đảm bảo quyền lợi ích chính đáng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ hội viên. Đặc biệt trong những năm gần đây, các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, xây dựng quỹ nghĩa tình thanh niên xung phong được các cấp hội cơ sở đẩy mạnh, giúp đỡ nhiều hội viên khó khăn về vốn, con giống sản xuất, xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Nhân dịp này, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh đã trao kỷ niệm chương thanh niên xung phong cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp vì sự nghiệp phát triển của hội. Công ty cổ phần xây lắp điện lực Thanh Hóa đã tặng quà cho các hội viên có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.